Rồi chào anh em nha. Nay mình làm mình nói về mấy cái vấn đề anh em hỏi hoài luôn. Anh em cứ tối ngày anh em hỏi gì cái vụ mà gà đổ chặn quyết trùng quyết hoài luôn, không có nên làm những cái đó. Không có nên làm vậy. Trùng hay hay giống hay vậy trên chứ là mình đổi gà nọc mình đổ. Đó. Chứ anh em cứ đổ hay bắt chước cái phải cái phong trào kêu là hay cái phong trào. Cứ đổ về đổ mà dạng mà đổ cặn quyết trùng quyết lắm nhất là không có cảm không, không 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 tốt. Nói chung thì tại vì dòng gà của mình đó, gà Việt của mình đó, nó không có thuần chủng một dòng gà của Việt Nam là chỉ có là bổn bổn gà thôi chứ không có kêu là cái một cái dòng gà được bổn gà đó. Người Việt Nam là như vậy đó, bổn gà chứ không có dòng gà, còn bên nước ngoài mới có dòng gà. Tại sao mà bên nước ngoài nó khác với bên Việt Nam là nó khác chỗ nào? Tại vì bên Việt Nam nói chung là chơi truyền thống từ đó giờ là con gà nọc hay đổ mái rồi giữ cái con gà mái đó lại, rồi con gà mái đó nó đạp gà trống con ra rồi lấy cái con gà mái đó đổ với gà trống khác nữa, chứ không có trùng huyết như con gà của bên nước ngoài. Mình là chỉ tập làm giống người nước ngoài chứ thực sự không có làm giống người nước ngoài được. Tại sao? Tại vì người ta là đầu óc, người ta là đầu óc kinh doanh, người ta tạo cái dòng gà đó ra có tiếng có tăm, người ta đặt cái tên của ta luôn. Còn Việt Nam có tên gà này của ông nào không? Việt Nam chỉ có gà Việt, gà Việt khỏi gì á, bổn gà Việt, bổn gà Việt còn không có tên gì trên, không có tên nào khác hết. Từ bổn nó đâu, bổn nó vòng vòng là Sa Đéc hay là Cao Lãnh hay là Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long gì thôi đó, bổn đó. Đó. Gà Việt Nam đó, còn gà nước ngoài là có cái dòng gà. Tại sao? Tại cái dòng gà người ta tạo ra, nhưng mà nó biết tạo bao nhiêu lâu không? Người ta tạo ra thấy lớn lên chất quát là người ta phải bỏ hết một cái dàn gà biết bao nhiêu trăm con. Nó hư hết rồi. Nói chung là người ta phải lựa chọn tuyển lại cái dòng gà nó cái bến như thế nào, cái tốc độ nó như thế nào, người ta pha vô, người ta đổ từ từ mới ra thành một cái con gà đó nó chuẩn rồi. Người ta bắt đầu mới đổ lại tạo lại cặn huyết. Đó, trùng huyết cặn huyết đó là ta mới đổ lại. Ta lấy cái giống gà, ta thành một cái dòng gà luôn là tên đặc biệt của người ta tạo ra. Là con gà đó khung xương dữ. Đó, rồi cái bến thế nó như thế nào. Người ta thích bươi chà thì người ta đổ cái dòng gà bươi chà hoài. Còn người ta đổ gà vẹt là nó chạy vẹt không. Tại cái dòng gà đó nó đổ cặn với nhau tới cái dòng cái bến mà nó vậy hoài đó. Còn mình không biết thì đừng có tập theo làm. Rồi đó nói chung Việt Nam mà cái vụ mà tập theo đổ này đó là của anh Khánh Dương anh bày ra. Chứ Việt Nam chưa có ai mà cái vụ đổ trùng huyết ở trên. Trùng huyết là chỉ có những cái người trong vườn đó là người ta đổ trùng huyết á. Tại sao? Tại vì cái con gà trống nó đã gì đó, nó cứ đạp mái rồi cái người ta khác ai lại mua gà trống, người ta bán cái gà trống tơ lớn lên, cái gà trống tơ đó làm gì, nó đạp mái tiếp. Tại mục đích người ta là không có kinh doanh, người ta chỉ đổ ra người ta tiệc tùng, người ta bắt ra nó có, người ta làm đãi tiệc thôi, đúng không? Đó thì kêu gà Trung Quốc đó, gà Việt Nam là có nha. Việt Nam đi trước lâu lắm rồi chứ không phải, nhưng mà giờ mới mới có vụ mà gà Trung Quốc anh em tập đổ đâu. Tầm chi mất công, những cái người lớn đây, người ta chơi lớn đây, người ta chưa cần đổ Trung Quốc nữa. Cái con gà trống nọc hay là người ta đưa vô đổ, Việt Nam là truyền thống vụ đó rồi, lựa trống nọc hay đổ máy ra. Còn mình đừng có bắt chước người nước ngoài, anh em cứ hỏi hoài con đạp mẹ được không, rồi anh em đạp được không hoài luôn. Mình không khuyến khích làm vậy. Tại sao? Tại mất thời gian rất là lâu, nuôi cái năm trời mới chơi chơi được á thì nó hư nữa, rồi đem ra làm đồng đồ cũng chạy mất tiêu đó. Nó cặn huyết quá hiện gà nó không được, nó không tốt. Nhưng mà cái cách người ta đổ á, là 3 4 năm trời người ta mới ra một cái dòng gà, anh em bắt chước theo làm cái gì? Mình không khuyến khích anh em làm theo điều đó. Thì anh em nào làm được rồi thì thôi, mình chỉ nói anh những anh em khác nha, còn anh em làm được rồi thì tự kệ anh em cứ đổ anh em chơi, mình không có lý do gì thắc mắc ở đây trên đó. Mình chỉ là nói cho những anh em tập đội đặt đổ theo tham khảo thôi, chứ mình riêng mình là không có ý kiến cái vụ đổ trùng huyết cặn huyết nha. Cứ là chống nọc hay là đổ vậy thôi. Việt Nam là đó, giờ truyền thống nó vậy á.
không có cái gì mà dụ là cái dòng gà đâu, chỉ là bổn gà thôi, bổn gà kêu gà bổn đó, đụng bổn rồi đúng không, chứ đâu có nói đụng dòng gà đâu. Ở Việt Nam đó giờ là vậy đó, Việt Nam đó không có chơi cái vụ mà gà ba đoạn, anh này không có gà ba đoạn. Hồi đó gà ba đoạn là không bao giờ mà chia được chừng gà nào, ít người nào chia được lắm. Mấy ông chơi là mấy ông dạt ra chơi gặp gà ba đoạn là không có giá trị. Tại sao gà ba đoạn hồi đó thì gà Mỹ mà nó chưa vô nhập về Việt Nam đó, là gà ba đoạn là toàn là lai tàu, là gà chạ, ta kêu gà chạ mới ra hành ba đoạn, với gà Việt gặt là cái hành giọt mưa hết, toàn bộ giọt mưa đó. Mình chỉ nói về thêm ý kiến cho anh em đổ thôi. Còn anh em hỏi tại cách nào biết gà mái hay, gà mái hay á thì phải bỏ tiền ra, phải bỏ nước miếng nhiều nhiều chút xíu, năn nỉ người ta chia cho về làm giống. Bởi gà mái nó quý lắm, gà trống thì nó rất là rẻ, đơn giản thôi, gà trống được là gả liền, còn gà mái là không có gả. Gà mái tự người ta đưa vô lớn lớn là người ta tuyển giọng, tuyển tuyển lại đâu, người ta đưa vô nồi cho người ta không có đưa ra ngoài, hiểu không? Đó gà vịt là vậy đó, không có được, không có như cái con gà mái mà đưa lên đưa xuống rồi chia bán gì tùm lưa la, không có đâu. Đúng cái dòng bổn gà của người ta, đúng cái bổn gà của người ta gầu, anh em vô năn nỉ gớt nước miếng luôn, chưa chảy nước miếng luôn, chưa có ai bán cho anh em, chưa chia gì cho anh em đổ luôn, làm giống đó. Nó cực khổ lắm anh em ơi, chứ không phải đơn giản vậy đâu, mà nhiều khi còn bị lầm rồi đó. Đó cái con gà mái á, nó dễ lầm hơn con gà trống, tại con gà trống á, còn câu tứ tá sổ sẹt chơi được, còn gà mái nuôi đổ ra con gà con rồi gà con lớn lên 1 năm trời mới biết con gà mái nó hay nó dở. Mà với anh em ơi, cái tình trạng nó nản là vậy, như đổ ra cái ông bài gà này hỏi rồi bài gà đó rồi con thua rồi mấy con kia làm sao, thua là thua như thế nào chứ đâu phải là thua là cái dẹp đâu. Rồi về nhiều người cái đầu về tiễn gà mái luôn, thua không, không sự không phải, con gà ăn thua á là cái một cái chuyện khác luôn. Cái chuyện như cái luồng xui của người chủ gà đi, đợi nó luồng gà xui đi vô cái hán xui đi, anh em đá hoài thua hoài đâu có ăn con nào, thua nhiều cũng ăn đúng không? Anh em đi chơi hoài anh em biết có cái tháng luôn, nguyên tháng thua cũng chọc đầu luôn, nghĩ không hiểu sao lại thua hoài đó. Còn như cái đổ gà ra lên được bầy đó 4 con 3 con, cái thua con cái gì cái thấy nhìn mấy gà thấy ớt ớn, cái lùn xu của mình mà sao trách những con gà được. Còn như cái con gà mái của anh em là đúng gấp bổn rồi đó, lầy có xài cưa giỏi nhưng mà nó hô độ, rồi anh em thắc mắc là tại con gà mái, thực sự nó không phải, phải câu gì nhiều mặt khác nhau mới biết được. Cái con cái bổn gà mái mà nói với anh em đá mà nó lì ha, nó lì là cần gốc con gà mái đó, đó. Nó lì rồi nó, con nó xài cựa giỏi nữa nhưng mà nó thua độ là thua như thế nào, tại vì gà vịt mà anh em nói đi cựa sắt hơn xui, phát xuất phần trăm nó là cái thằng xui nó nhiều hơn cái phần 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 gà hay, vậy hay mà thua. Bởi thường nó nói gà hà ăn dở mà ăn còn đỡ hơn hay mà thua, đúng không? Cái thua gà thua hay, hay gì thua là thua, thắng là thắng, đâu có quan điểm vô được. Cái dầu thường mấy gà mái của mình sự phải chưa đâu anh em, nó kết hợp nhiều yếu tố lắm, nó phân biệt cho đâu gà mái, nhưng mà gà mái lầy là ok đó, gà mái lầy là gốc nó có rồi đó, chủ yếu là con gà mái già anh em đổ ra chứ là độ lầy có là nó đạt chuẩn rồi. Còn gà mà vô đổ ra con mà làm đùng 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 phải mà hai ba phát chạy cái dù mà 2 con chạy hết rồi mấy con kia sao dám chơi, đó mới là tiễn dâm gà mái đó. Đó cái đó mới kêu là tiễn gà mái đó. Còn đổ ra lì lợm có rồi xài cựa giỏi mà nó thua là phải về một cái mặt khác, một là màu mè quá lá hẹ ha, hai nữa là cái háng mình xui, cái lù xui nó gom đủ hết. Nhưng mà anh em đừng có sợ cái đồ cái dòng gà mà đổ ra mà nó lì lợm là thấy ok rồi, cái đồ lì nó có là thấy ok đạt rồi đó, chứ là không có phân biệt hết. Nhiều khi con gà trống nọc em đổ ra không có may đậu, bởi con gà trống nọc nó quan trọng lắm, nó đổ con ra ăn độ không à, là người ta để gà trống nọc đổ nhiều khi tới 6 năm 7 năm luôn đổ hoài, nó ra con hay
là tạ độ. Còn nhiều anh em cứ thắc mắc cái hỏi là con gà mái hay là gà trống thường đạp được không? Không có được, làm ăn phải có đầu tư, đổ gà cũng phải có đầu tư, chứ đâu phải mà cái gì mà anh em làm đơn giản vậy, như chơi đùa á. Gà mái hay, gà trống dở đạp ra con cũng hay, anh em có quan điểm gì hoài, anh em chơi hô hoài, cái quan điểm đó là anh em chơi không bao giờ có cái dòng gà hay, cái đám gà hay. Tại sao? Tại vì mình không có đầu tư, cái gì cũng phải bỏ tiền ra đầu tư vô mình mới có cái đầu ra được. Anh em cứ nghĩ có gà mái hay rồi cái anh em đạp về hoài hư cái dòng gà mái anh em luôn, cái gen đó nó chậu vô hư gà mái hết. Người ta đổ lúc nào người ta phải lựa con gà trống tốt, đúng không? Con gà mái tốt nó mới ra cái gen, nó gen tốt, nhưng mà chưa chắc nó ăn đậu, tại gà trống mình nhiều khi nó còn đổ con không ăn đậu đó. Cái tỷ lệ anh em đổ gà đây em hiểu rồi, chứ đừng có nghĩ là cái con gà mái mình nó hay rồi anh em muốn đổ gà trống nào đổ hư cái dòng gà mái mình luôn. Bởi vì đó mà gà mà hả đổ mái của người ta mà gà tơ bên đây mà chạy qua đạp mái hoài người ta phang chết con gà luôn, cho anh em biết hư cái dòng gà người ta, cái đám gà của người ta đổ sao đó. Anh em cứ nghĩ đơn giản, cái gì cũng vậy, phải là trống đẹp mái đẹp ra con mới đẹp. Còn anh em đòi bánh ít mà đòi tiền ít nữa, mà đòi bánh nhiều nữa đâu ra, cái gì cũng vậy. Bởi nhiều khi người ta đầu tư, người ta bỏ số tiền lớn ra, người ta mua con gà trống đó, chứ về đặt máy thôi, anh hiểu không? Người ta lấy cái nách đá nó lại, họ đang đậu hông là hên xui tính sao đó. Chứ anh em nghĩ đơn giản, có gà máy hay cái anh em đạp gà máy nè, gà trống nào cũng được cho anh. Anh em cứ nghĩ quan điểm như gà có gà mái hay, gà trống trống thường đạp vô con cũng hay vậy. Rồi vậy người ta đi săn lùng mấy cái con gà trống đẹp, trống tốt, trống ăn độ nhiều, trống bình trời cựa giỏi rồi tướng tá tốt, người ta đập mái làm cái gì? Ra con gà của người ta phơm đẹp, chứ là cái phơm con gà nó ra muốn cái phơm vậy đó. Còn anh em mấy con gà trống xấu quắc à, trống thường nữa, anh em đạp vô gà mái ra cái phơm gà, cái anh em chơi cho chơi với ai? Đổ ra gà xấu cái mình đúng là mình tự ái vậy đó, nhưng mà mình bán không được cái anh em cái nên giấu lòng nó ở gà đó xấu xấu với để chơi, cứ nghĩ về hoài rồi mình chơi không lại người ta cái mình buồn, mình về thắc mắc tại sao gà mái mình đột vậy, tại mình không muốn đầu tư vô. Cái gì cũng vậy, có con gà mái quý rồi thì phải gả chồng cho nó ok xíu nữa, nó ra cái đám con nó mới ok, đúng không? Chứ làm sao mà anh em đòi cái đồ vậy mà anh em tạo ra cái đồ thương hiệu rồi sao được, cái gì cũng phải vậy. Còn anh em hỏi gà anh em đạp với nhau được không, gà anh em đạp với nhau làm cái gì? Ta cho anh em cặp làm giống, cái anh em cứ đổ về hoài, cái cặp làm giống cái gì đổ về hoài sao được, là làm giống này con gà trống nó lớn lên mình kiếm cái máy khác mình đạp, cái con gà mái nó trưng bày lớn lên kiếm cái trống khác mình đạp vô đó, mới kêu là làm giống. Thì tự nhiên cho cặp gà giống cái đem hai con về đạp với nhau hoài vậy, đạp cho đừng biết nó cặn quyết rồi sao đạp. Còn anh em hỏi mình về cái vấn đề mà con gà sợ máu mà nó chạy, nó gặp máu nó chạy nọ đó thì là lộn kiếp. Nó lộn kiếp là không phải, con gà lộn kiếp là nó không phải như vậy, lộn kiếp là nó khác. Con gà sợ máu là khác chứ không có gà lộn kiếp. Cái quan điểm cái gà sợ máu chạy cho anh em nó gà lộn kiếp thì sợ không phải. Con gà sợ máu là cái bị một cái gen di truyền của nó rồi nó sợ máu rồi đó. Nói chung là mình gặp được đâu hai lần vậy đó, gặp hai chặng vậy luôn, mà con gà đó là đâu nó hô ba cái như vậy đó, y chang vậy đó. Mà mình nói nè, thả gà ha, mà nói chung là nó cựa nó gãy con gà kia mà nó không tưởng tượng luôn á, rồi gà kia ấu ra cái hết hồn chạy, thằng con gáy chạy luôn, mà gà kia chưa đụng nó cái gì hết, người ta nền lại thấy nó đã dữ quá người ta nền lại làm cho ba cái trang vậy. Rồi cái chặng gà khác cũng vậy, đang đá cái đứng ấu sạch sạch cái răng cục máu hết hồn chạy đó, nó cái là gà sợ máu chứ không phải lộng kiếp. Chứ anh em nó lộng kiếp là mấy gà Mỹ lộng kiếp á, nó gặp máu nó chạy mất tiêu rồi, với gà Việt Nam mà nó cũng gặp máu chạy mất tiêu rồi chứ không phải.
Thực sự nó không phải nha, con gà lộng kiếp nó khác, con gà nó gà sợ máu là khác anh em, chứ không có phân biệt vô chung vô nha. Chứ đừng nghĩ gà là sợ máu là lộng kiếp thì không phải nha. Sợ máu là cái gen nó sợ máu rồi, đừng nói vậy. Tội nghiệp nó, vậy sợ đi lộng chứ mấy gà lộng gì lộng gà Mỹ là giải phá tội. À, nói chung nó cặn ghét quyết với nhau quá, cái con gà nó nhát anh em, nó chạy nó không có còn cái gan gốc như là cái đám gà của mình đổ được. Và không nên đổ gà anh em với nhau và cha con mẹ con gì không có đổ được nha, bỏ cái đó đi. Đổ gà lâu lắm, mấy năm trời mới tạo ra được cái hương hiệu như vậy anh em. Rồi tao muốn ngon.